Thưa quý vị, những ngày qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức các buổi họp mặt và thăm tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Nhân Trạch, thành phố Biên Hòa và công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa. Tại công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã trao 60 phần quà cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo. Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn những phần quà nhỏ sẽ tiếp sức cho nhiều lao động, đặc biệt là lao động không may bị bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị để sớm trở lại công việc. Công việc in hua thì không có ổn định mấy, thế là 18 tiếng mà có 6 triệu mấy à. Trước kia mười mấy triệu thôi. Vì không có tăng ca, lương nó bèo không đủ sống. Tại mới mất bệnh bổ tim ấy, mà bổ tim bây giờ nó có người đóng mệt mệt lắm. Mà bây giờ cuộc sống giờ thấy đồng lương giờ nó không thấy lên, công tinh nhân thì không thấy lên, coi như là cũng khó khăn. Nói chung là được sự quan tâm của công đoàn, của các cấp lãnh đạo thì nói thật người lao động chúng tôi rất chi là cảm ơn. Nói chung là mọi người là lao động thì tất nhiên là cũng có người đỡ vất vả, có người thì cũng đang còn vất vả nhiều lắm. Nhưng mà có cái chương trình của công đoàn thì cũng đỡ được một phần nào động viên tinh thần. Tại các nơi đến, ngoài tổ chức họp mặt tại hội trường công đoàn các đơn vị, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh còn đến từng phòng trọ thăm, tìm hiểu đời sống, hoàn cảnh và tặng phần quà công nhân bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng một phần. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, chương trình tặng quà cho đoàn viên người lao động khó khăn là hoạt động ý nghĩa của tổ chức công đoàn nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn Đồng Nai lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để cán bộ công đoàn sâu sát cơ sở, nắm bắt rõ hơn thực tế đời sống công nhân, nhất là lao động đặc biệt khó khăn, để có những giải pháp chính sách chăm lo cho người lao động trong thời gian tới.